Dạ em xin chào quý cô chú anh chị. Hôm nay em giới thiệu tới quý cô chú anh chị là một căn nhà diện tích là ngang 4 về 9, độ suốt một lầu, có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Hướng nhà là hướng tây, hẻm trước nhà 4m, vị trí là hẻm thông đường 1A, ấp 1 vĩnh lộc B Bình Chánh. Thì từ căn nhà này di chuyển ra đường 1A cũng như đường liên ấp 123 khá là gần nha quý anh chị. Căn này lúc trước em có quay rồi quý anh chị, trên kênh em có chỉnh á thì lúc đó là giá 1 tỷ 450 ha. Thì bây giờ chủ hạ giá còn 1 tỷ 320. Bây giờ em quay lại cho quý anh chị xem. Quý anh chị nào có nhu cầu thì cứ điện thoại trực tiếp số điện thoại của em ha. Bởi vì giá này khá là tốt quý anh chị Thì nhà này điện nước có đầy đủ rồi Chủ chưa vô nước sạch Bởi vì thời gian dài chủ không có cho thuê quý anh chị Nên chủ cũng không có vô nước sạch làm gì Sau này quý anh chị mua về mình có thể vô sau ha Thì dưới tầng trệt này chủ không xây phòng Chỉ có phòng khách Cầu thang Toilet và bếp thôi thì cái nhà vệ sinh đây là đặt ngay cầu thang luôn nha quý anh chị. Nhà này thì không dính bất cứ công trình công cộng hay là đường xá nào hết quý anh chị nên quý anh chị an tâm. Cách căn nhà này hai căn thì sau này sẽ có đường dự phóng 20 m. Căn này ra gần mặt tiền rồi quý anh chị. View căn này cũng rất là đẹp nha, nhìn ra hồ sinh thái luôn ha. Bây giờ em sẽ mời quý anh chị di chuyển lên trên lầu mấy căn nhà này được cái cầu thang này xây rất là chắc chắn quý anh chị nhà này em thấy ở rất là thoải mái luôn mát mẻ luôn quý anh chị phía trên này sẽ có hai phòng ngủ một nhà vệ sinh và có luôn ban công nhỏ phía bên ngoài cái phòng phía sau này diện tích không lớn lắm đâu quý anh chị nhà thì thiết kế rất là chỉnh chu có nhiều căn nhà tầm tỷ ba tỷ tư mà quý anh chị vô nhịn nhà chán lắm quý anh chị cầu thang thì bằng sắt nhà thì cũ kỹ quan trọng ở vị trí thôi nói chung nhiều khi những căn nhà mà xấu á thì vị trí nó hơi đẹp một xíu thì giá nó cũng cao quý anh chị nhưng mà số tiền quý chị bỏ ra để sửa lại thì cũng không ít đâu. căn phòng phía bên ngoài ban công này rất là rộng rãi nha quý chị. đây view rất là đẹp luôn, nhìn ra hồ sinh thái luôn. quý chị nào có đam mê câu cá thì mua căn nhà này hợp lý á, chiều chiều ra câu cá là tuyệt vời luôn nha quý chị. khu này dân cư rất là đông rồi. Tràng nhà cũng cao lắm quý vị không thấp với giá 1 tỷ 320 mà quý chị có được một căn nhà như thế này em nghĩ cũng rất là ok nha không biết tình hình năm sau như thế nào nhà có thể lên có thể xuống quý vị, nhưng mà chắc chắn là khi mà Bình Chánh hay lên quận rồi thì quý vị mua căn nhà này giá nó không dưới 1 tỷ rưỡi ha nhà này xây dựng khá là chỉnh chu đầy đủ công năng nha Không gian phòng bếp đây rất là rộng nha quý anh chị. Bếp thì có sẵn kệ bếp trên, kệ bếp dưới luôn rồi. Mình về khỏi phải sắm. Giờ dạ, em nhắc lại thông tin căn nhà này một lần nữa. Nhà này diện tích là 49 đổ suốt một lầu, có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Hướng nhà là hướng tây, hẻm trước nhà 4m, thông tứ hướng ra liên ấp 123, liên ấp 12 hay đường 1A đều được hết nha quý anh chị. Khu này cũng là khu dân cư đông rồi thì nhà này chủ đang ra bán với giá là 1 tỷ 320. Giá này chủ chốt nha quý anh chị. Dạ em xin kết thúc clip đây. Hẹn gặp lại quý anh chị ở căn nhà tiếp theo.